Rồi chào anh em nha, lại là một món đồ ngon nữa nha anh em ơi. Lên cho anh em cái nồng nhôm quay thái 100 nha anh em, zin Estanda cực đẹp nè. Đó, bao im bao xài bao không khói nha. Đó. Này nồng quay thái nha anh em, nồng này của những cái dòng xe mà rim lùn 99 nè, Super đời đầu nè, rồi quay ép thái nè anh em. Đó, mình nói dễ hiểu là nồng nhôm quay thái nha anh em. Nồng này là xài chung được cho những cái dòng xe mà quay alpha này kia mình luôn, lồng dài 72 lồng nhôm. Rồi cái nồng này tình trạng là nguyên zin tháo xe Estanda, bao im bao xài bao không khói nè, zin đẹp chuẩn, không có sức mẻ gãy cánh gì hết nha anh em. Đó, anh em nhìn mặt cái mặt kilat nè, gan xe bẹn ha. Rồi nồng trái bạc ắt đầy đủ như hình, bao zin bao xài bao không khói nha. Anh em nào có nhu cầu thì alo mình nha, một bộ duy nhất. Đó. Những cái nồng mà của Honda Việt Nam mình á là nó sẽ có cái mạ mộc là VAB mộc hoặc là mộc VHVN, còn nồng Thái là nó sẽ không có cái mộc đó nha anh em, nó chỉ có mộc là 97 KFM thôi.